là đọc kinh ngồi thiền, ngày bỏ chừng tiếng rưỡi, thì trong đó, trong cái lại gia thức và trong cái ấy, mấy con cũng nhìn thấy sư phụ được, thầy kịp được, chứ không có cần giống như ổng. Còn mà bỏ đọc kinh á thì sẽ không nhìn thấy, tại lúc đó nó trượt nhiều quá, nó không còn điển thanh nữa. Chúng ta ngồi đây được là vì cái hào quang của sư phụ, là giống như điện 110 vậy, nó liên kết nhau. Tự nhiên có một người mà mất lòng tin, tức là trượt á, họ không có nghe được một cái âm thanh này vô, cái âm thanh điển này vô, họ chịu không có nổi. Một là giống như là vô nước biển mà đúng, còn nếu không nó bị sốc. Nó có hai cái đi ngược lại, nên người không có nói chuyện được với những người hung dữ, họ không bao giờ absorb được cái energy, rất là khó nói. Nhất là mấy bác HO ngồi đó còn không hai bác lão phải không? Ông đó là cực kỳ á, ổng là ở đây là chùm HO, dưới ổng là mấy chục HO ở đây, là ổng kêu đứng chào cờ là chào á. Có thờ chức vụ gì đó hả? Dạ. Có thờ chức vụ gì dưới núi vậy? Tổng thư ký. Tổng thư ký về gì? Tổng thư ký cụ quân nhân là Phật cũng lớn mà. Thì bao nhiêu cụ quân nhân mình biết rồi đó, hồi đó chạy qua Mỹ là nhiêu ông, thì ổng là tổng thư ký, không có thể là vừa đâu. Nhưng lúc đầu ổng cũng không tin, thì giờ ổng biết tin rồi. Thì bất cứ họ nghĩ con là ai? Mỹ xưa là trong tù đó, thì lúc đó là nghe nói là thái tử. Lúc đó nghĩ rằng là, chúng ta nghĩ rằng là ông Niên Trường Nghè, chỉ ông Niên Trường Mại. Nhưng mà mình không nghĩ vẫn cái trùng là vẫn tin chứ mới không tin, nhưng mà điều mình thấy là cái tuổi ở đó thì làm sao mà có thể là lập đạo cấp miền nước non mà cho quốc thái dân an được, thì mình vẫn phân vân. Sau này cái duyên gặp đến mới biết là thái tử Ngô Tung Hiệp gặp đến là mới biết là một người sẽ kế thừa. Hôm nay em nói về cái bài kính thiên, tại vì bác này cũng đã từng ở trại tù Nam Hà ngày xưa. Ngày xưa lúc mà sư phụ còn chưa biết gì á, còn nhỏ tuổi á, thì 14 tuổi mẹ không có muốn bỏ cho sư phụ ở trong nước Việt để bị nhiễm. Tại vì sống với người ác không á, mình phải phấn đấu lên. Đó là tại sao khi mà trên dạy mình phải lấy ăn báo quán là gì? Họ không có muốn xấu, họ không muốn làm người xấu. Nhưng mà nếu họ không làm người xấu, họ không có tồn tại được trong cái xã hội xấu. Thì bây giờ á, có cơ trời rồi, có Phật Thánh Tiên rồi, thì mình phải tha lỗi hết cái đó. Họ không có muốn tham nhũng, mà họ mà không tham nhũng, họ sẽ bị lỗi. Bị lỗi có nghĩa là gì? Mất chức, là mất vợ, mất con, mất quyền, mất tiền luôn nữa, mất mạng nữa. Thì cho nên họ phải đi theo cái nguồn máy đó. Ở trên dạy kỹ mấy cái này chơi hụ lắm. Đó là vậy. Thì bài kính thiên, thì từ bài kính thiên số 1 cho tới hôm nay gần mấy chục năm sau, ba mấy bốn chục năm sau, nửa đời nửa đạo hả? Rồi đây nắm giữ gian sang, trong đó mẹ nói. Rồi tới bài số 2, tất cả đó là lời kinh, lời Phật. Trước khi bữa mà phổ nhạc á, là Kiều phải hỏi mẹ đó, hỏi mấy vị trên á, mấy vị trên cho, mà ở trên cứ nói là cái người mà nhạc sĩ phải làm theo cái điệu nhạc, kiểu đừng có gọi là giống như kiểu nhạc pop là được rồi, phải không? Tại nó là kinh mà. Rồi mà cũng may có mấy ông nhạc sĩ, ông cũng hiểu, ông làm cái hai bài. Hôm nay nước Việt vậy chết mà cho Phật Thánh Tiên xuất hiện lộ diện ra, phải không? Tại vì mấy vị đang nằm ẩn hết. À, ngày Đại Ca Diếp, ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lệ Phật, Đức Phật Di Lạc là Đức Thầy rồi, đúng không? Rồi trong đó có mấy ông nào ta? Hồi thời mấy đứa nào mà đọc kinh mà của Đức Phật Thích Ca đó, thì những gì đó hôm nay tái sanh lại hết. Đang nằm ở trên nước Việt này nè, đang nằm trên quả địa cầu này, họ đang ẩn để họ
chờ cơ trời mà đúng ngày đúng giờ, cũng giống như trứng rồng vậy đó, đang ấp chưa có nở, nở rồi á thì lúc đó đó có câu gì á, giật mình mới biết mình quen lâu rồi á, chắc lúc đó thuộc mới hết bị chửi. Ồ chứ bây giờ đó là 8 bề thọ địch nghe quý vị. Ví dụ 4 bề thọ địch thì dễ. Tình báo Hoa Nam hay là Cộng sản đi là 1 bề. Nhưng mà nó còn nhiều bề đây nữa. Bề HO này cũng đâu có ưa mình đâu. Mấy ông ở đây không, ông chủ tịch cộng đồng ông Vũ Văn Lộc ở đây nè, ông đâu có ưa mình đâu. Rồi ông Nam báo Việt TV cũng đâu có ưa, với mấy thằng mà nắm cộng đồng đây đâu có ưa. Tại vì không biết nó nắm cộng đồng là nó nắm cho nó hay là nắm cho cộng sản để mà nó đè đầu dân ở đây. Gần 100 cái chùa ở đây toàn là chùa quốc danh không. Cho nên gọi là 8 bề thọ địch. Người mình ghét sư phụ, ghét kiệt là một chuyện nha. Ở bên kia á, mấy cái đứa mà bên Việt Nam nó không hiểu, nó ghét là dễ thương. Không bao giờ giận mấy đứa dư luận viên. Mà mình buồn á là những người bạn mình đây nè, đi theo địch. Có nghĩa là làm ăn về cộng á, ở đây có anh Chiêu mình nè, đi sandwich, rồi vòng vòng đây nhiều lắm, hỏi ông đóng đại gia Dynasty Tư Lập đồ á, Viên Thao đổi dân chọn đó, trời ơi bạn mình không mà lại không có ưa mình, muốn làm việc cái lãnh lưa, gọi là gì ta, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản hả? À cũng giống như mấy cái đài truyền thông cầm cái lá cờ này lên đã đảo cộng sản, thổi gì đi đó, nhưng mà thật sự nó là cộng sản không. Đừng bao giờ tin thằng nào mà cầm cái cờ này mà biểu tình mà nói, nó biểu tình nó làm cho xáo trộn cái lớp trẻ Việt Nam, để cho lớp trẻ Việt Nam thấy cái đám bùi nhùi mình, thấy cái ruột già của mình á, nó ghét để mà nó giữ đảng, lấy động chế tỉnh mà nó mưu mô lắm. Cái này mấy vị nói là sau này á, nó hoạt động ngầm, hoạt động nổi, hoạt động đủ kiểu, hoạt động tiền nữa. Nhưng mà cái thành phần mà không ở trên không tha thứ, đó là thành phần hoạt động mà phá hoại cộng đồng 40 mấy 50 năm không phát triển được ở hải ngoại. Cái người Việt mình là cực kỳ thông minh như người Do Thái. Nó quậy cho đến nỗi mà hôm nay á, Việt Nam mình mà không có cái núi Long Sơn á, không có cái chỗ một miếng đất nhỏ xíu ơi cắm dùi nữa, đúng không mất ạ? Vừa mở ra công viên á, chính phủ cho 20 triệu là nó vô quậy nát, mà nó là chủ tịch hay là nó là trong những cái ban bể không đó. Rồi bữa hổm vô cho 50.000 làm cái tượng kỳ đài bảy cái gì đó kêu là gì hả, cái đó tên là gì, cổ thành Quảng Trị. Vậy mà Kimberly hồi với Tạ Đức Chí đóng kịch với nhau cái là thôi rồi xong. Nó hốt mớ tiền nó còn cười, nó còn kiệt mày ngu quá ha, mày cho tao tiền. À, khi nào mà hồi xưa mình không có rảnh, sao là mình mới biết. Trái nhà mới lòi ra mặt chuột không à. Giỡn mặt với ai thì giỡn, nhưng mà tối ngày cứ lừa thần với thánh với Phật. Rồi đem xuống ngồi giỡn, đá đít. Sau này sẽ hiểu. Bây giờ thì chưa nhân quả mấy cái nghiệp hết. Cái người mà chịu chơi á là giống như Hoàng Duy Hùng phải không? Tao cộng sản tao giao cờ vậy, sợ quá. Thà chịu chơi vậy á mình mới gọi là ngon phải không? Mai mốt tặng cho ông cái huy chương. À, còn mấy cái thằng mà nằm dùng mà nó mà mượn mình, mấy thằng đó mới mình mới là mấy thằng đó sau này mấy vị không có chừa. Cho mày cứ là ấy đi, đến một ngày đó sẽ hiểu. Dân bắt được sau này người ta sẽ lôi ra hết tất cả mạng truyền thông. Rồi lên đây phá hoại cái núi mình nữa. Làm đủ trò hết á. Giả bộ con họ Thiên rồi vô nữa không? Bởi vì bữa hôm mấy vị trên đó. Mấy đứa con gái đệ thiên đệ tử họ Thiên của thái tử rất là hiền, đứa nào cũng tốt, nhưng những gì phải không, những ngu lắm, bị người ác lợi dụng.
có nữa mấy vị qua nói trước hả, bị người khác lợi dụng. Nên nhớ một nguyên tắc, khi mà cái gì có nói, khi cờ đã là cộng sản thì đến chết cũng là cộng sản, khi đã là người ác đến chết họ cũng là người ác. Cực ác nghĩa là cực ác, trừ khi có một cái bệnh tật gì hay là một cái tai nạn gì họ đổi thành cực thiện thôi, chứ cái lý trí của họ cũng như cái tấm bảng vậy đó, toàn là giết mấy cái làm bậy không. Bây giờ không muốn xóa, không có thể nào xóa được, giết toàn là mắc cơ lên không mà. Vì giống như Phật tử ở dưới bị mấy ông thầy quốc danh vụ á, làm sao mà hiểu được Thượng Đế là ai, ai là người cứu họ không. Bây giờ họ quay đầu, bởi vì mấy gì mới nói là con đừng có lo mấy chuyện đó. Đức thầy nói sau này á, cái thế hệ sau họ sẽ đi xuống địa ngục theo mấy ông thầy hết, con đừng có buồn gì, là để mình buồn là bạn đạo mình không, mà mình giúp họ không được thì cứ giống như qua một cái vụ lúa thất thu đi. Sau này đạo Liên Tâm sẽ có trường đại học mọc khắp quả địa cầu này, không phải chỉ riêng trên nước Việt mà khắp mọi thành phố hải ngoại. Rồi lúc đó sẽ đưa về một mối đạo thống nhất, ai mà thờ Thượng Đế, ai mà đứng ở ngoài sân mà lại Thượng Đế, dầu cho đạo Mormon, đạo Jehovah Witness hay là đạo Công giáo, Hồi giáo, đạo gì trên quả địa cầu này, sau này cũng sẽ thành thiên tâm hết. Đó là thật. Sau này thành có một mối đạo một, là tự gì chỉ có học Phật đó, họ mới biết được nhân quả. Chỉ có học Phật đó, người Công giáo hay những người đạo Mormon hay những người đạo Jehovah Witness hay những cái đạo ở bên Montana, những cái đạo họ rất là hiền nha, nhưng mà họ có nghĩ cha rất là cao, cha không có ở gần với họ, cho nên ở dưới này ô để tôi làm thì tôi làm, ổng không có biết. Họ có nghĩ như vậy không à, họ không có thêm một cái level, họ không có tìm hiểu cao thêm để họ có lòng tin. Thì chỉ có Phật giáo thì cắt ái ly thân, nhưng mà thật sự mấy ổng đâu có cắt ái, mà ổng rồi tham sân si, mấy ổng đầy đủ hết. Hiện giờ nè, đó, có mấy clip bữa đệ tử mình gửi thì tài danh sắc thực thì đó là căn bản để mà làm đệ tử của Phật, mà mấy ổng đều có đầy đủ. Sư phụ là người đời, nhưng mà cái đó sư phụ đã cắt được. Là đừng than khi nào mấy nó phàm này đi về trời hả, vỗ tay con. Mấy con á, lớn tuổi có bổn phận á, phải canh mấy đứa đệ tử trẻ trẻ giùm sư phụ. Tại sư phụ đó thời tài danh sắc thực thì mấy kia mình không nói nữa. Cái chữ sắc á, phải canh nghe. Nó hâm mộ biết á, hâm hành thích cá nhân á thì là phạm thượng. Phạm thượng á mà lỡ như không được á thì nó sanh cái hận nữa ra, nó xuyên tạc mình nữa. Cho nên những đệ tử mà lớn tuổi á có bổn phận phải dạy em mình, chứ không có bỏ dạy để nó thay đổi như kiểu ngày xưa Ngạ Nan với Ma Ganh già vậy đó. Cho cô biết, sao không biết. Ma Ganh già cũng thành Phật hết à, thì đó cũng thành Phật hết. Bữa mình đọc sớ đây, cái thế giới này hụt chấp luôn hết. Những gì thầy lỗi lạc với Tây Tạng hay Việt Nam đâu có khả năng làm gì. Lúc đó mấy vị Phật đứng đầy trên này nè, cha rồi nè, ngày nào á cũng lo cho cái quả địa cầu này, không phải hụ tái sanh là cho riêng người Việt Nam nha, ở trên nói cho cả trái đất này. Đức thầy cũng không phải cho người Việt Nam nha, cũng cho cả trái đất này luôn á. Những vị trong vô vi mà của Việt Nam á là lo cho trái đất này hết. Tuy là mang hình hài và nói tiếng nói người Việt của cái thời đại này, nhưng mà những cái quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất như ở Mỹ này tỷ 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 đúng không? Biden xài tiền là nghìn nghìn tỷ phải không? Việt Nam mình hiện giờ chỉ cần có 2 tỷ thôi là cứu được nạn dân khỏi bị cúp điện, khỏi bị đói rồi. Nghèo nhưng mà về mặt đạo đức sau này rất là cao, còn hiện giờ đạo đức nó rất là suy đồi, rất là thấp. Nó phải lặn xuống tới đáy biển thì nó mới trồi lên. Thì nước Việt là trong tương lai ở trên đã ấn định là như vậy, thì họ mang tiếng nói người Việt. Mà
bụi khấn đó, đó là cho toàn địa cầu. Đứa nào nghe lại, nó sẽ có cái bệnh, bữa mà trên nói là có cái bệnh một con Covid mới á, nó dễ lây, dễ chết người hơn nữa. Rồi từ loài thú qua loài người. Nhưng mà khi mình khấn rồi á thì nó có nhưng mà nó ít, thì coi như là một sự ở trên đã giảm dùm cái nghiệp cho mình. Cha đã cho mỗi một lần mà mình nói cái gì á, giống như hiện giờ nước Việt ở trên nói á, là sắp sửa có đại chết đói, đại nạn á, thì bây giờ mình thấy gần rồi đúng không, chỉ còn ngưỡng cái cửa thôi. Tại vì nếu mà chiến tranh thôi là không có viện trợ vô, điện rồi không có, gạo rồi không có, có phải là những cái người mà ở nhà trọ chết đói không, cái hàng lọt luôn á, thì mình đã nhìn thấy rồi. Thì hôm nay mình làm cái lễ bữa 30 tháng 4 á, mình khấn chỉ mong á là đừng có xảy ra thôi. Mà ngộ có một cái hiện bây giờ, thí dụ như từ bữa 30 tháng 4 bữa nay ngày 27 tháng 5 là gần một tháng, họ cũng chẳng có hiểu là mình đây mình làm gì cho họ. Dân trong nước á, dân Sài Gòn á, họ cứ lơ la, họ cứ nghĩ lâu lâu coi clip của ông này vui vui thôi. Có người nó giống như là zombie rồi, không còn tri giác, không có còn cái sự nhận thức nữa, biết mình đang ở ngưỡng cửa chết và sống mà họ vẫn không biết. Mà ngược lại mấy thằng đại gia giàu á thì nó có những cái người cố vấn tâm linh sau lưng họ, nhập đồng nhập cốt, hay là ông hoàng ông tám ông gì gì ở ngoài Bắc á, thì họ biết, hay mấy ông bộ chính trị đều là biết tâm linh biết. Nhưng mà cái số lượng đó đâu có nhiều người, 100 triệu người, mấy ông chừng có vài chục người thôi thì mấy ông biết. Nhưng mà ở ngoài kia cái số lượng dân nhiều á, họ không biết. Thì chính phủ có bổn phận phải nói, mà chính phủ đâu có nói. Thì mình đây mình nói á, thì một cái kênh Ngô Tấn Kiệt Official này tiếng nói rất là nhỏ bé, cộng lại á chính phủ không mặc áo vàng nữa, phải thù mặc áo vàng á là thôi dễ rồi phải không, chắc người ta tin nhiều á. Nhưng mà thời nay á là nên nhớ ông Lưu Bá Ôm á, ông nói là thánh nhân tương lai không có nằm trong ngũ đại truyền thừa. Cái là Ngô Tấn Kiệt này không có thuộc về một tôn phái nào hết, còn có thiên thượng xuống trần, không có tôn phái nào cũng là của Kiệt, tôn phái nào cũng là của cha, cho nên không có nằm ở trong đó, cũng không có sanh ra nhà Dương Giả, cũng không có sanh ra trong chùa hay hoàng cung, không có lại gì hết. Bữa mình có kể sơ về vấn đề mà những cái vị thầy Rinpoche á, họ tái sanh, mà tại sao cả trong nước Việt Nam và ngoài nước thì họ rất là sùng kính, cái đó cũng là tốt đó, tại người mấy thầy Việt Nam không có làm được. Là vì khi mà ở cái lối thiền mà cao tu tập của Mật Tông á, họ thấy cái xác này già rồi, họ có thể bỏ cái xác đó, họ có thể đi tìm một cái xác em bé khác, cũng giống như đứa nào đang, người nào đang có bầu, cái bầu thai đó có thần hồn rồi, thì ông này ổng là thuộc dạng có tu tập thì ổng có cái lực mạnh, ổng đuổi cái thằng nhóc đó ra để mà ổng cướp xác, thì ổng mới có cái trí nhớ, rồi ổng mới tiếp tục, ổng mới tu tập tiếp, thì gọi là tái sanh. Chữ tái sanh này nghe nhẹ nhàng nhưng mà đó dạng cướp xác đúng không, nhưng mà cũng là ok. Còn cái thằng nhóc đó thôi mày đi tìm bầu thai khác, tao mấy cái điêu vậy đó. Chứ còn cái dạng cho phụ là không có giống vậy, tái sanh này là thiệt luôn á, là nguyên thần nguyên xác. Và những gì cho phụ nói thì chỉ có một phần của thiên tử nói, còn thằng thiên tử nó cũng đang lỏng giống này, tại cho phụ là thuộc dạng chiếc thân cả dạng người được mà, nó khác xa lắm. Còn những cái gì đó, thí dụ như quần pháp cả đời, nhưng mà đến ngày mấy vị đó mất, mấy vị cũng phải tái sanh thành thầy Tây Tạng, người Tây Tạng. Tại cái lối tu tập của họ trong cái lại gia thức đã quen với cái recipe đó rồi. Giống như mình
canh chua các kho, canh chua kho mình quen vậy đó, à, nước mắm vậy đó, còn kêu mà ăn xì dầu với canh chua mình ăn không có được. Thì mấy ổng không có đầu thai vô thành mấy ông thầy kiểu Việt Nam giống như Đại Thừa rồi này nọ, không có giống. Thì cái lại giáo thức nó đi giống giống vậy, nó cũng đâu, nếu mình hiểu được á thì cũng chẳng có gì gọi là lỗi lạc, đúng không? Đó là cho cá nhân của mấy ngài thôi. Tại sao Phật tử ở đây mấy nghìn người xưa tu chung lúc mở chùa ở dưới, sao họ không có hiểu? Và ông Rick Chimache là khăn đỏ, nhưng mà ông có nói cái này trên mạng, cũng là một bình thường thôi, trong mắt chùa cũng là một thầy giáo thôi à. Thôi là giáo chủ tập khác, các đệ tử họ thiên phải biết. Đó là lý do tại sao mấy đứa mà đi theo mấy thầy dưới cứ coi thường như phụ là tự vì mấy con á, cứ nghĩ mình nói thưa phụ là mê tín, tự nó hiểu không có tới, mà để nó hiểu tới rồi thôi cho mày đi ba ngọn gió thoảng là ba vòng đó là 300 năm á, muộn rồi đó. Cứ nhìn sự việc, nếu mà không có hiểu về thần thông, không có hiểu về tâm linh, nhìn sự việc tất cả các thầy dầu cho cỡ nào Việt Nam hay Tây Tạng cũng đều là gây quỷ để đem về nuôi vợ nuôi con đó, dù nói thiệt cả thầy Tây Tạng nữa nghe. Ông khăn đỏ mà không có vợ con đầy á, khăn vàng thì không có nghe. Còn thầy Việt Nam mình không có nói hết mấy ông này nha, nhưng những ông thầy mà không có nổi tiếng là những vị thầy tu thiệt, họ đang bị cộng sản đàm áp, họ đang nằm ẩn là có nữa. Còn mấy ông thầy mà nổi tiếng là nó có một cái vàng marketing, đó là vàng làm quảng cáo, rồi nó có một vàng gọi là dư luận viên, rồi làm IT, làm